Alo. Alo, xin chào anh chị em nha. Trở lại cập nhật tình hình thị trường trong cái phiên giao dịch ngày 11 tháng 9 thì chúng ta cùng nhau chúng ta xem qua các cái gọi là dấu hiệu của thị trường cũng như là chúng ta cập nhật coi là tình hình thị trường chứng khoán của chúng ta trong ngày hôm nay nó có những cái diễn biến gì và những cái thông tin như thế nào nha. Anh chị em nếu mà có những cái gọi là ý kiến khác á, thì để lại ở dưới phần comment để chúng ta có thể gọi là trao đổi với nhau nha anh chị. Ok. Rồi, về cái mặt tin tức đi, chúng ta cùng nhau chúng ta coi qua một số cái tin tức mà đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy là trên các cái mặt báo á, thì cái câu chuyện gọi là media truyền thông giai đoạn này nó quan tâm nhiều nhất đó là bão, đúng không? Các cái vấn đề liên quan đến bão vỡ đê nè, thì nó ảnh hưởng đến câu chuyện là lương thực rồi gạo rồi heo gì đó, nên chúng ta thấy là ngày hôm qua và ngày hôm nay thì các cái cổ phiếu thuộc nhóm lương thực thì nó cũng có những cái gọi là phản ứng nhất định nè. Đấy, ngay từ đầu phiên á, thì cái tâm điểm là chúng ta thấy là cái nhóm cổ phiếu là cổ phiếu Novaland nè, giảm kịch sàn nè, trắng bên mua sau thông tin là cắt margin trên HOSE. Đó thì ngay là sau khi nhận cái thông tin này thì chúng ta thấy là giá cổ phiếu Nova là nó ngay lập tức là nó bị bán giảm sàn luôn. Thì anh chị có thể thấy được là cái diễn biến của cổ phiếu này bán ra một cây bán giảm sàn kèm thanh khoản lớn. Thì về một cái mặt nào đó thì chúng ta nếu mà chúng ta xét thuần về gọi là nếu mà gọi là không có cái cây giảm sàn ngày hôm nay á, thì cái cổ phiếu Novaland á, nó có rủi ro hay không thì nó hoàn toàn là có rủi ro nha. Nó hoàn toàn là có rủi ro, tại vì chúng ta thấy là cái cổ phiếu nó đang loanh quanh trên cái vùng gọi là vùng quá bán. Thì cái câu chuyện là ở trên vùng quá bán này á, thì nó có thể là nó sập xuống bất cứ khi nào. Cho nên là anh chị em chúng ta giao dịch á, thì chúng ta đi những cái loại này, trong những vùng này thì chúng ta phải gọi là thoát ra khi mà nó có những cái biến cố. Còn như ngày hôm nay thì cổ phiếu Nova bên cạnh cái gọi là cái giảm theo cái chu kỳ của nó đi thì nó lại có dính thêm cái thông tin xấu nữa, cho nên là nó giảm sàn, nó kích hoạt ra một cái phiên bán kèm thanh khoản lớn. Đó thì vẫn tiếp tục như những cái nhận định trước đó của mình thôi, tức là mình vẫn nhận định là nhóm mặc dù là chúng ta thấy những cái thông tin ví dụ như là đấu giá đất rồi là hô hào là bất động sản gọi là đáy chu kỳ thì tiềm năng, nhưng mà cái vấn đề là chúng ta xét về cái mặt gọi là cung cầu và cái mặt phân tích kỹ thuật đó, thì giá cổ phiếu nó đang ở dưới gọi là cả cái kháng cự tuần, rồi nó đang ở dưới cả cái kháng cự tháng, thì chúng ta nói về mặt xu hướng ngắn hạn á, thì nó chỉ là những cái sóng hồi thôi, sóng hồi trên khung ngày thì nó hồi lên những khung đồ thị tuần tháng thôi đó, chứ nó chưa phải là một cái giai đoạn là cổ phiếu nó vào sóng tăng. Nên là chúng ta thấy đi các cái gọi là ở đâu đó người ta nói là cổ phiếu khủng long rồi cổ phiếu tiềm năng lớn dư địa lớn thì đúng, không ai có thể nói là Novaland thì dư địa nó là không lớn, nhưng mà cái vấn đề là nếu mà chúng ta gọi là những cái nhà đầu cơ ngắn hạn á, thì chúng ta target là nó là nhịp hồi thì chúng ta vào chúng ta ăn cú hồi xong xong chúng ta đi ra. Còn mà chúng ta gọi là gì ta, chúng ta không hiểu cái câu chuyện, chúng ta cứ thấy người ta gọi là khen ngợi rồi hô hào cái cổ phiếu thì nhiều khi anh chị em vào mua ở những vùng giá cao, ở những vùng ở trên vùng quá bán, tại vì thông thường là giá cổ phiếu chưa tăng thì ít khi anh chị quan tâm lắm, nhưng mà giá mà nó đã lên đến quá bán là nhà đầu tư nhỏ lẻ hay quan tâm thì chúng ta sẽ mở mua ở trên những vùng này đó. Và khi anh chị mua xong anh chị còn kỳ vọng vào những cái câu chuyện mà người ta vẽ ra cho mình á, thì nó dẫn đến cái câu chuyện là nó gặp những cái thông tin xấu thì nó bị bán như thế này đó, và những cái nhà đầu tư gọi là không có kinh nghiệm thì phải sẽ rất dễ là bị dính những cú kiểu này, và sau đó chúng ta phải vào giai đoạn là ôm, hoặc là chúng ta phải gọi là phải xử lý rất 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 khó khăn. Tức là mình không nói ở đây là cái chuyện ôm đầu tư nó là sai nha, nhưng mà nó gọi là chúng ta có một hai cái trạng thái gọi là ôm cổ phiếu trong cái sự chủ định chủ đích đó. Tức là chúng ta chủ đích là chúng ta ôm ok, còn nếu mà chúng ta ôm bởi vì là chúng ta lỡ đu cao xong chúng ta ôm thì nó là cái câu chuyện hoàn toàn khác. Ở lúc đó anh chị em phải có những cái tư duy về cái câu chuyện gọi là xử lý vị thế rồi hạ giá vốn đó, rồi cái đó là nó còn cái chuyện đó là may mắn là doanh nghiệp đó nó còn ở trên sàn nha. Có những doanh nghiệp nó hủy niêm yết luôn thì sao, thì cái đó là cái mà rất là rủi ro.
Ok. Cái tin thứ hai thì chúng ta thấy là cổ phiếu TPBank chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 20% trong tháng 9. Theo thông báo từ TPBank, ngày đăng ký cuối cùng để nhận được cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 24 tháng 9. Với cái tỷ lệ 20% thì cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Đó. Ok. Thì đó là điểm qua một số cái tin tức mà đáng chú ý trong phiên ngày hôm nay. Các cái thông số khác thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán thế giới đi. Hiện tại thì vẫn gọi là các chỉ số future thì hiện tại đang đỏ này, Dow future đỏ 0.27%, Nasdaq rồi SP, Nikkei thì giảm 1.63% này, Shanghai giảm 0.78 này, Hang Seng 0.75. Kospi giảm 0.4. Nói chung mà chúng ta thấy các cái thị trường chứng khoán thế giới là hiện tại là ngày hôm nay là giao dịch sắc đỏ chiếm ưu thế nữa. Tỷ giá thì ngày hôm nay chúng ta thấy là tỷ giá nó đã quay trở lại là cái vùng gọi là đầu 20 cuối 2023 và đầu 2024 nha. Đó, giảm rất mạnh nha, ngày hôm nay là phá đáy của cái phiên tuần trước luôn. Đó, và bây giờ là tỷ giá của chúng ta đã quay lại. Nếu mà xét ra thì bắt đầu là về cái vùng này là vùng của cuối năm ngoái là tháng 10 tháng 11 năm 2023 và đầu 2024. Đó. Tỷ giá bây giờ không còn là cái sự lo ngại của thị trường nữa. Về cái diễn biến của nhà đầu tư chứng khoán nước ngoài đi thì cũng thấy là nhà đầu tư nước ngoài ngày hôm nay là trong phiên này và những lúc mà 2:30 là họ bán ròng 150 mấy tỷ ấy, nhưng mà sau đó thì họ trở lại mua ròng và kết phiên thì họ mua ròng 5.4 tỷ. Đó, nói chung là chúng ta thấy là thị trường chứng khoán của chúng ta thì anh em thì cứ nói là chúng ta không có sợ nhà đầu tư nước ngoài đâu, nhưng mà về một cái mặt nào đó thì nhà đầu tư nước ngoài á, họ vẫn gọi là một cái gọi là cái nhân tố khá quan trọng của thị trường, tại vì anh chị biết rồi thị trường chứng khoán của chúng ta thì trong cái giai đoạn gần đây thanh khoản thì nó rất thấp. Đó, thanh khoản thì nó rất thấp. Nên là cái câu chuyện về cái lực mua lực bán của nhà đầu tư khối ngoại nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cung cầu ngắn hạn. Ví dụ như khi nhà đầu tư người ta bán mạnh ra đó thì giống như phiên ngày hôm qua hôm kia hoặc tuần trước của thị trường, chúng ta thấy thị trường giảm mạnh, nhưng mà những cái hôm mà nhà đầu tư nước ngoài họ bán yếu thì hoặc là họ chuyển họ mua thì thị trường chúng ta nó sẽ xanh hoặc là nó giảm ra rơi. Cái đó là cái mà chúng ta thấy là cũng không muốn như vậy, nhưng mà thực ra thì chúng ta thấy là nhà đầu tư cá nhân trong nước thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi cái tâm lý nó khá nhiều và không có cái sự đồng nhất đó, nên là những cái biến động gọi là của nhà đầu tư khối ngoại nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Ok. Thanh khoản hôm nay chúng ta thấy là cũng chỉ đạt giá trị là 12.800 tỷ thôi. Phe bán thì chúng ta thấy là áp đảo ở trên các cái nhóm ngành này. Chỉ có ví dụ như là hôm nay thì một số nhóm nó có cái sắc mua, ví dụ như là tương đối, ví dụ như tài nguyên cơ bản là nhóm thép này. Thì tương ứng thì chúng ta thấy là nhóm thép ở bên đây thì nó cũng có những cái diễn biến hồi ngắn hạn, thí dụ như là tạo đáy đúng không? Ví dụ như ngành thép này, anh chị thấy đây nè. Thì cái này trong cái clip tuần hôm qua thì mình cũng có trao đổi với anh chị em cũng rất kỹ về cái nhóm cổ phiếu ngành thép rồi, tức là khá nhiều cổ phiếu ngành thép trong giai đoạn này thì nó đang ở dưới cái vùng gọi là quá bán RSI và cũng có những cái tín hiệu tạo phân kỳ. Nên là về cái mặt xác suất thì rất có khả năng cao là cái vùng đây sẽ là cái vùng mà tạo ra cái sự gọi là cân bằng về mặt cung cầu của cổ phiếu thép. Đó, nên là anh chị em chúng ta quan sát mà và điển hình là cái phiên ngày hôm nay này, chúng ta thấy là phiên ngày hôm qua chụp xuống, phiên ngày hôm nay hồi lại này. Đó thì có thể là cái vùng này là vùng cân cầu rồi, RSI thì nó cũng có về quá bán rồi, mà thông thường thì chúng ta thấy là nó về quá bán rồi thì nó lòng vòng một hồi thì nhiều khi thì nó sẽ đảo lại ở đâu đó đó, cho nên là cái câu chuyện là dòng tiền nó quay trở lại cái nhóm ngành thép là cái chuyện là tương đối dễ hiểu. Tuy nhiên thì mình vẫn đánh giá là đây nó chỉ mang tính chất là một nhịp hồi thôi, tại vì những cái yếu tố khác mà nó liên quan đến cái vĩ mô ngành lớn hơn á, của cái nhóm thép là nó đang xấu. Ví dụ như là giá thép ở các cái thị trường quốc tế này, đó thì nó đang gọi là cắm đầu nó giảm hết, cho nên là chúng ta nói gì thì nói thì chúng ta thấy là
cái xu hướng chung của ngành là xu hướng giảm, nhưng mà hiển nhiên thì không có cái gì nó giảm mãi, vẫn sẽ có những cái nhịp nó bật lên bật xuống. Thì anh chị em nếu mà chúng ta xác định là chúng ta vào chúng ta gọi là ăn sóng hồi thì chúng ta vô chúng ta bắt phân kỳ thôi, nhưng mà lỡ phá đáy thì nó thoát ra, đó là câu chuyện hiển nhiên đó. Ok, một cái nhóm ngành khác mà giai đoạn này mình cũng quan tâm đó là cái nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng. Thì hôm nay mình cũng có làm một cái clip mà trao đổi với anh chị em khá kỹ đó. Tức là chúng ta thấy mình thấy là một số cái cổ phiếu ngành ngân hàng nó đã chiết khấu về những cái vùng giá, gọi là thứ nhất là hấp dẫn, thứ hai nữa là nó cũng có những cái sự gọi là quá bán trên khung đồ thị trên cái RSI kèm theo cái stock RSI, cho nên là nhiều khả năng thì những cái mã cổ phiếu ngân hàng nó sẽ tạo đáy. Mà nếu mà nó mà tạo đáy được theo cái stock RSI đó thì khả năng là nhóm cổ phiếu ngân hàng này nó sẽ có những con nó tạo đáy sớm, ví dụ như là MB nè, đây sẽ có STB nè, rồi MB nè, VBank nè, đó SHB nè, TB nè, TB nè, đó rồi VIB nè, đó thì những con này nếu mà nó tạo đáy được thì nó cũng sẽ là cái động lực cho thị trường chúng ta nó ngừng đà rơi nha. Tại vì anh chị em biết là ngân hàng thì nó chiếm cái tỷ trọng khá lớn của thị trường, những cái cổ phiếu ngân hàng lớn ví dụ như Vietcombank thì chỉnh rồi nhưng mà CTG nó vẫn chưa chỉnh nè, đó đó thì có thể là nó sẽ xoay tua nhau. Mà bản thân nhóm bất động sản thì ngày hôm nay chúng ta thấy là cái sự tiêu cực của Nova đi, nhưng mà những cái cổ phiếu khác ví dụ như là Phát Đạt này đó thì nó vẫn giữ được cái sắc xanh tích cực. Hiển nhiên là nó đang trong cái sóng giảm khung tuần khung tháng, nhưng mà chúng ta thấy là nó không có bị ảnh hưởng tâm lý quá nhiều. Nam Long hoặc là Khang Điền thì nó cũng có những cái nến rút chân đấy. DXG, DXG thì mình cũng không đánh giá cao, DXG thì mình đánh giá là đây nhịp rồi là nhịp sóng hồi thôi, còn đây có thể là nó vùng lên đáy hai đấy. Ngành chứng khoán đi, ngành chứng khoán thì chúng ta thấy là SSI thì nó vẫn giữ được cái đoạn hỗ trợ tuần này, VND thì tiếp tục gãy, HCM, SHS. Đó thì mình thấy là đa số các mã cổ phiếu chứng khoán thì nó đang gọi là cái câu chuyện gọi là anh em gọi là bắt sóng ăn biên thôi, ăn theo like, ví dụ giá về hỗ trợ thì mua vô, xong rồi sau đó là hồi lên thì chúng ta bán, nên là có thể là nó sẽ đi biên, ví dụ như VIX nè, có thể là nó sẽ về biên dưới ở đây là khoảng giá 10.6 đó, 10.3, 10.6 gì đó thì anh chị vẫn có thể bắt, nhưng mà xét về sóng về xu hướng thì nó vẫn là sóng giảm. Anh chị cũng muốn nói gì thì nói, thì nó vẫn là đáy sau thân đáy trước, đỉnh sau thân đỉnh trước thì nó vẫn là đang sóng giảm thôi. Nếu mà giai đoạn này nó test đáy hai thành công ở quanh đây mà nó không thủng giá 10 thì có thể là nó đang tạo đáy đó, mà nếu mà nó tạo đáy thành công nó thoát các vùng cản thì lúc đó nó sẽ gọi là vào sóng tăng mới đó, còn nếu mà không thì có thể là nó suy giảm tiếp đấy. Ok, dầu khí đi. Dầu khí thì đêm ngày hôm qua chúng ta coi qua cái giá dầu này, dầu khí á, mình nhớ là cái lúc mà đêm ngày hôm qua á, có những cái lúc mà mình coi cái giá dầu á, là nó giảm tới 3-4% nha anh chị, gần 4% luôn, mà đến cuối phiên nó được kéo xanh trở lại, và hiện tại thì giá dầu Brent nó lấy lại được cái mức 70 rồi, và dầu WTI cũng lấy lại mức 67 đó. Thì cho nên là ngày hôm nay thì cái diễn biến của giá dầu khí nó không bị giảm quá mạnh, nhưng nếu mà ngày hôm qua mà kết phiên giảm hơn 4% thì hôm nay các mã cổ phiếu thượng nguồn như là BVS, BVD có nhiều khi là cũng bị bán khá mạnh đó. Nhóm bán lẻ thì hôm nay chúng ta thấy là Masan đúng không? Nhưng mà mình đánh giá là ngày hôm nay có những cái cổ phiếu mà đáng quan tâm, ví dụ như là trong phiên thì mình có giới thiệu với anh chị em ở bên cái nhóm ngành sản xuất, ví dụ như là có cổ phiếu Pan này. Đó. Đó. Pan này. Đó. Pan thì ngày hôm nay là phiên thứ hai có tiền vào nha. Đó thì mình đánh giá là Pan là phiên ngày hôm nay khá đẹp. Đó là điểm mua cũng khá tốt trong phiên 23 23.5. Đó là cái vùng có thể mua được. Lỗ 23. Ngoài ra thì những cái mã cổ phiếu khác thì ngày hôm nay thì mình thấy một cái mã ví dụ như là BC1 đi, hoặc là NT2 thì cũng được. Nó ví dụ như NT2, nhưng mà NT2 thì ở đây thì nó sẽ có cho chúng ta những cái nhịp hồi ngắn lên cái vùng cản biên trên nha. Hoặc là một cái mã khác là BC1 đó. Thì ngày hôm nay mình thấy một số cái mã là đáng lưu ý vậy thôi. Còn xét về mặt thị trường chung đi thì mình thấy là cái giai đoạn này ở trên khung đồ thị H1 á, thì chúng ta đã có một cái giai đoạn là index là đã về cái dưới cái vùng quá bán rồi, và lên sinh ở dưới đây
Thì ngày hôm nay á, thì sau khi mà giảm về đến cái vùng 1240, 1245 là nó tương ứng với hỗ trợ tuần, thì nó ngay có một cái nhịp rút chân. Cái nhịp rút chân này á, thì nó hồi lên cái cản phía trên, thì anh chị thấy em thấy là trong phiên nó hồi, nó đã chạm lên cái cản này rồi. Thì có thể là ngày mai á, nó sẽ còn quay lại, nó lại test lại cái vùng đáy cũ nha. Có thể là nó sẽ quay lại đến cái vùng 1240 trở lại một lần nữa để nó test cung đó. Thì cái phiên ngày mai nó sẽ là chúng ta sẽ coi, tại vì cái việc mà test cung này nó có thể là nó kéo dài trong một phiên hoặc là hai phiên gì đó, thì nó có thể là nó quay lại rung lắc ở dưới đây đó, xong nó quay trở lại. Thì nếu mà cái lần tới mà nó quay trở lại á, mà nó vượt được cái cản chéo, thì có thể là đây cái nhịp này chúng ta sẽ có một cái cú hồi tiếp. Và cái đoạn này chúng ta có thể là chúng ta kỳ vọng là một cái nhịp nó hồi lên từ khoảng 1250 đó, nó hồi lên đoạn khoảng 1280 đó là ngắn hạn. Còn cái chuyện nó vượt lên được 1320 lúc đó chúng ta tính tiếp nha, mình cũng chả view xa đến đó làm gì, tại vì cơ bản là view xa quá thì chưa chắc nó là vượt tới, mà view xa quá mà nó không tới thành ra hô hào cái gì đó. Đây là chúng ta cứ view nha từng đoạn thôi. Đoạn hiện tại thì có thể là thị trường chúng ta nó sẽ tạo đáy quanh cái vùng 1240, 1245, thì nó tương ứng với bên này là hỗ trợ tuần anh chị. Ví dụ như hỗ trợ tuần đi, hỗ trợ tuần của thị trường của chúng ta là 1240, 1245, thì nó về đây nó cũng có những cái tín hiệu rút chân nè. Đấy, thì nếu mà khung tuần á, biên bây giờ cái biên cao nhất á, thì có thể là nó hồi lên thì nó đây nè 1268 này đúng không, mà nó hồi lên tí nữa là 1280, 1274 gì đó là lên lại lại gặp cái vùng kháng cự ở trên này. Nên là nói là để thị trường chúng ta mà nó vượt thẳng một phát một mà nó vượt lên 1300 nó sẽ khó, tại vì là cái vùng cung hàng ở trên này nó còn nhiều đó. Đấy, ok, thì cái này là cái mà cái góc nhìn của mình trong cho cái thị trường trong cái giai đoạn này. Còn hiện tại thì cái sóng này của chúng ta sóng chỉnh rồi, chúng ta đang coi là nó hồi đến đâu xong sau đó nó tiết cung ra sao, thì mình vẫn đánh giá cái vùng 1240, 1245 này là cái vùng mà là tương đối uy tín rồi. À, tương đối uy tín thôi. Nếu mà trong trường hợp nó gãy 1240, 1245 thì lúc đó chúng ta phải lui quân thôi, lui về dưới 1200 đó, 1220, 1200 đấy. Còn trong trường hợp mà nó tiếp đáy hai thành công ở đây rồi nó tích lũy, thì có nhiều khi ở đây nó sẽ là một cái vùng gọi là vùng đáy đáy mới, rồi sau đó nó tích lũy xong thì kèm theo những cái tin tức về tỷ giá tích cực rồi các cái chính sách tiền tệ nó không có áp lực đó, thì có thể là nó sẽ tăng tiếp đó, nó sẽ vượt qua cái vùng cản chéo này, nó tăng tiếp kèm với thanh khoản lớn. Thì cái đó là cái mà chúng ta quan sát đó. Nó giống như giai đoạn này thì chúng ta thấy lên sình xong rồi nó đột ngột nó break lên, nó tăng 100 200 điểm gì đó đó, thì mình cũng nghi ngờ là nó có thể là nó sẽ như cái giai đoạn này. Thì đấy anh chị em chúng ta quan sát theo dõi, và nếu mà thị trường chúng ta giai đoạn này nó trở lại thì nó có thể là nó sẽ phải gọi là giảm thêm một vài phiên nữa này. Đó để cho cái stock rễ đai và rễ đai nó về đến chạm đến cái vùng quá bán đó, thì lúc đó cái quá trình mà nó hồi lên đó, thì nó sẽ gọi là tin tưởng hơn đó. Ok, thì cái này là cái góc nhìn của mình cho thị trường những phiên giao dịch ngày hôm nay. Chúc anh chị em nhà mình một cái ngày mới giao dịch thì hiệu quả. Bye bye, cảm ơn anh chị ạ.